vua nước Sở một hôm lòng thanh thản, cởi long bào da vàng một thường dân giác cần câu ra ngồi giữa thạch bàn, lòng dương giả mơ màng theo sóng. Gió đồng ngàn lao của xào xạc, Sở Dương mới tha hồn theo những chiếc lá rơi tàn mạng ở viên gành. Giống quá. Lòng quận dương bồng nghe xúc động mối thâm tình, đưa tay lên vuốt tròm râu bạc nhấp chén rượu đào nghìn năm kia gần xa. Người mới dõi mắt nhìn sang tháng của cảnh đốc thật bàn con của cái thì nằm lộn gió trong hang. Còn con mồi đỡ đôi. Sống trường giang dạt vào trên bến lạnh, ta nghe lệ cay cay như chứa đồng giữa tim sâu. Ta khóc đây chẳng phải tiếc chi cho số kiếp ba đào, cũng chẳng tiếc chi đời lang bạc đã xả thân mình để cứu lấy gian sao. Nhưng khóc cho dân lành đang chịu cảnh lầm than, đang quằn quại trong làng tên mũi đàn. Thôi thì kha chết đi miễn làm xong sứ mạng, cứu sang mà thoát khỏi nạn binh đau. Bà quân ơi nghe chăng tiếng trống, tiếng trống xâm lăng, tiếng trống loạn cuồng, tiếng trống thề luôn Thăng Long sắp mất, quy danh sắp tàn. Đời ta nát tan, trời ơi súng nổ đạn bay lửa tràn như bão loạn, đang mang tai ương thảm trạng đến đây rồi. Cửa thành Nam bị tan vỡ lần hồi, mà quân sĩ Tây từng thấy gục ngã, tiếng reo hò thay thế tiếng rên la. Ôi ta muốn gào thét lớn trương thành đổ nát, để vùi chôn thi thể ba quân, cho thịt xương kia khỏi phải bị gót trăm lần nó chà đạp dậy. Mm-hmm.
một sớm ngai vàng dẫn thanh quân. Thần dân nổi dậy chiếm cung hoàng, cháu ơi thánh thượng vô tâm qua, bốn chục năm rồi không viếng thăm. Ngài tiếp được Tấn Dương viên thăm nhỏ ơn mưa mốc, thì tóc đã ngả màu sương và đôi mắt cũng đuối mù. Tôi phận cung nhân chẳng cuối ở hưởng, rồi đêm đó tiếp được dời đến cung vua, nghe Tân Dương nói chậm trọn nàng làm hoàng hậu. Trời ơi tiếp giỏi chiếu lơm dịch sụp quỳ dán lại, xin thánh thượng thương tình cho một cung nữ già nua, hãy cho tiếp được rời khỏi cung di về cô quán thăm người xưa cảnh cũ. Tân Dương bảo người xưa chính là Trầm Đô. Hoàng hậu ơi ta vẫn nhớ thương nàng. Nàng bàng hoàng chợt tỉnh giấc mơ, một cơn gió lọt vào trong cung lâm, bốn bức tường cao vẫn ngàn đời sần sần, chôn chết cuộc đời người cung nữ già nua. Hay quá ha. Dạ thưa quý vị, đó là bốn thí sinh của ngày hôm nay, họ đã lộ diện và vừa rồi họ đang hát và đang hóa thân thành thần tượng của mình. Không biết rằng các vị giám khảo ở đây mình có đoán được từng thí sinh là đang hóa thân thành ai không ạ? Nghe là biết liền. Yeah. Kim Tử Long thấy là trên sân khấu chúng ta có bốn giọng ca của bốn danh ca: Minh Dương nè, Tấn Tài nè, Minh Cảnh nè và Mỹ Châu. Tôi nãy tôi nghe đầu tiên tôi rợn óc của tôi hết á. Đó là tôi nghe tôi tưởng là sư phụ tôi hát. Đó là nghệ sĩ nhân dân Minh Dương. À vậy bây giờ thì thôi, chúng ta sẽ giới thiệu ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả biết về mình trước đã nha. Đầu tiên là người hóa thân thành nghệ sĩ nhân dân Minh Vương là ai, bạn tên gì, bạn đến từ đâu ạ? Dạ em là Bình Trọng, em đến từ đoàn cải lương nhân dân Kiên Giang. À Kiên Giang. Bình Trọng. Tiếp theo xin mời bạn. Em là Thanh Hiền, em đến từ Kiên Giang. À là hai bạn này là cùng quê luôn, có cùng đoàn luôn không em? Dạ không ạ. À. Công việc hiện tại của em là gì? Công việc của em thì cũng buôn bán này kia. À nào giờ mình có tham gia một cái chương trình nào đó về ca cổ chưa? Cũng mê lắm nhưng mà chương trình này là chương trình đầu tiên luôn á. Lần đầu tiên dám xuất hiện trên truyền hình luôn. Chứ còn bình thường mình ở dưới quê là mình có đi hát đám tiệc hay là mình có tham gia ở phường xã mình không? Nói chung cũng có, thí dụ như mấy cái tụ điểm mà ca uống cà phê này kia đó thì nói chung mình cũng đi. Ví dụ như tuần người ta làm hai lần, một lần gì đó thì mình cũng có tham gia, ca không ca thì mình ngồi đó mình nghe. Giống như là mình đi hát với nhau á phải không em? Dạ đúng rồi, hát với nhau. Đi hát với nhau. Mà điều nói chung là mình hát rồi cái thầy người ta cũng như người ta theo mình không mà chứ mình cũng... Chú Quýnh Đàn là rượt theo mình. Chắc vậy. À hồi nãy thấy ban nhà cũng đổ mồ hôi đó. Dạ tiếp theo xin mời chú giới thiệu ạ. Tôi là Văn Bến, đã đến từ An Giang. An Giang. Công việc của chú bình thường là gì chú Bến? Bình thường chơi hoa kiển. Chơi hoa kiển, trời sao đời đẹp dữ vậy trời. Rồi mình có tham gia ca hát ở quê mình không ạ? Tham gia câu lạc bộ ở quê với ở xã này. Dạ, rồi tháng mình đi diễn chừng mấy buổi chú? Có tháng diễn, có tháng không. Chú ơi, không riêng gì chú đâu, nghệ sĩ tụi con cũng vậy. Đúng rồi. Có tháng diễn mịt mờ, có tháng nằm ở nhà gác chân lên trán hỏi tại sao tháng này mình ế dữ vậy. Nó là chuyện bình thường, nhưng mà mình vẫn giữ được cái niềm đam mê của mình với cải lương phải không ạ?
Dạ đúng vậy. Dạ, còn tiếp theo mời em nè. Dạ, em Đinh Xuân Tùng, em ở thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu ạ. À, em ở Bạc Liêu. Cái giọng mình là cái giọng nó trầm đặc trưng như vậy luôn á hả? Dạ. À, em yêu thích cô Mỹ Châu như thế nào? Đặc điểm đó ra sao? Em yêu thích cô Châu là lúc em còn 9 tuổi là em đã yêu thích cô Châu rồi. 9 tuổi là người ta hát nhạc Bé Bé Bồng Bông không hả? Nhưng mà em mê cái lương. Mê cái lương từ nhỏ luôn. Dạ. Mê cô Mỹ Châu ở điểm nào? Em mê cô Châu khi xuống giọng cổ nè, cách hát của cô có một cái nét làm cho em, hay là cái số phận của em cũng giống cái giọng hát buồn của cô nữa, nên em mê. Anh thú thật là cô Mỹ Châu là một cái giọng rất là đặc biệt. Dạ. Cổ không có ca dây của dây đào mà cổ ca dây kép không à. Vì vậy cho nên đây là một cái giọng ca đặc biệt mà không có ai mà có thể là mà ca trầm như là cô Mỹ Châu được. Em vẫn là ca dây kép, nếu em ca được dây xây đào nữa là tuyệt vời luôn. Là còn trầm xuống nữa đó anh Long. Trầm xuống nữa. Trầm xuống nữa. Dòng sau em hát trầm hơn cho anh. Em khùng 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 cái người xuống rồi nè. Thì cái cộng thanh quản mình nó thu lại đó em. Thì lúc đó mình hát chắc trầm hơn. Dạ, đây là cái phần giới thiệu sơ về bốn thí sinh để chúng ta có thể biết các bạn ấy rõ hơn. Vậy thì bây giờ không biết rằng các vị giám khảo có một vài nhận định hoặc là một vài góp ý nho nhỏ để cho các bạn có thể tốt hơn ở vòng thi sau không ạ? À? Mỹ, em nói đi cưng. Anh nhường cho em nói rồi đó hả? Trước hết là Thoại Mỹ xin chào anh Bến và chào ba bạn. Phải nói là khi mà Bình Trọng cất cái giọng lên á, chỉ cần mở giọng thôi là nhận ra liền là ai rồi. Phải nói là em chuẩn luôn á, chuẩn từng chữ của anh hai nghệ sĩ nhân dân Minh Dương. Tưởng đó là anh hai hát chứ không phải là Bình Trọng hát, giống tới vậy đó. Cảm ơn chị. Chị Mỹ chúc mừng Bình Trọng. Hồi nhỏ tôi cũng ca vậy. Thôi hồi nhỏ anh không có giống được như Trọng vậy đâu. Giống nhưng mà không có được tuyệt đối vậy. Đúng, ai hiểu anh Long bằng chị Mỹ hết. Đúng rồi, không ai hiểu anh bằng em đâu. À. Hiền thì cất cái câu đầu tiên lên á, chị Mỹ ngờ ngợ. Nhưng mà tới câu thứ hai và cái câu vô giọng cổ mà cái vế hai của em á, là chị Mỹ nhận ra là em ca giống chú Tấn Tài liền. Giống một hai chữ chứ không phải là giống tuyệt đối từng chữ. Nhưng mà em là không có ca nhiều, không có đứng trên sân khấu để đi hát nhiều, mà em bắt chước như vậy là hay lắm rồi, là giỏi lắm rồi. Chị Mỹ khen cái tinh thần của em. Còn anh Bến, mấy câu đầu thật sự ra em chưa nhận ra anh ca giống anh hai Minh Cảnh. Nhưng mà tới có mấy cái chữ mà anh nhấn đó thì em mới nhận ra, em say qua em nói anh Long liền, rồi anh hai Minh Cảnh. Đó là cái rơ ca, cái cách xử lý của anh ca để giống anh Minh Cảnh. Còn Sơn Tùng thì hôm nay chị Mỹ lâu lắm rồi không có gặp Sơn Tùng. Bữa nay thật sự là ngỡ ngàng. Quá ngỡ ngàng. Nhưng mà hình như hôm nay là Tùng bị khang tiếng phải không? Ồ, khang tiếng chút xíu. Nhưng mà phải nói là hồi đó em thi em đã giống cô Mỹ Châu rồi. Và bây giờ tới hôm nay mấy năm rồi bị khang tiếng nữa. Nhưng mà cái mà em giống cô Mỹ Châu á, thì không có thay đổi. Và thậm chí em còn giống hơn nữa. Chắc là có rèn luyện. Vì yêu mến quá cho nên có rèn luyện phải không? Thì chị Mỹ chúc mừng em cũng như là chúc mừng tất cả bốn thí sinh đã đến với chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng. Và mong rằng cái chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng này sẽ có được mùa 2, mùa 3 nữa, để cho những người yêu mến cải lương và yêu mến thần tượng của mình sẽ được đến với chương trình này. Dạ, xin cảm ơn nghệ sĩ giám khảo Thoại Mỹ. Và đó là những cái lời nhắc nhở với tất cả các thí sinh đây để chúng ta có thể làm tốt hơn ở cái vòng thi sau. Và bây giờ thì mời các bạn có thể vào trong để chuẩn bị nha. Dạ thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã đi qua vòng đầu tiên, vòng thi hội ngộ. Ở đây bốn thí sinh giống như là mình trình làng, mình chào sân với tất cả mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi thứ hai. Ở phần thi này chúng ta sẽ chia bốn thí sinh thành hai cặp và họ sẽ trình bày những cái phần song ca, có thể là một trích đoạn hoặc có thể đó là một bài tân cổ giao duyên. Tất cả quý vị khán giả hãy luôn dành cho họ những lời động viên cũng như là những tràng vỗ tay nồng nhiệt để khích lệ tinh thần ạ. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên soi đá. Tôi với anh đôi người xa lạ, từ phương trời chẳng hề quen nhau.
nước nguy biển tình siết chặt tình. Đêm tối chung chân thành đôi khi vì nước ruộng nương anh bó bàn thân cài ra nhà không mặc kệ gió lung lại. Mặc gió lung lay nhà tôi xưa nay dần dày, đứng ở ven sông nghiêng nhìn dòng nước chảy, rừng cắm sau lưng tràm mọc tới chân trời. Tháng ba khói mù lửa ngoài đồng chấp lâu đời, sông mặn mặn từ mùa khô, sông chua chua từ mưa xuống, đất đó phèn từ thời lập địa khai thiên. Xa cách phương trời tôi vẫn nhớ, nhớ ánh đèn ghe trái bắt cá biển đông sông, nhớ giữa thu linh lan nước khi tràn đồng quằn quại trong độc mộc từ rừng sâu ra nước tiếng dậy sông, kéo theo hàng chục bó bạc như một bể trâu nước. Đó là công trình của bao ngày khó nhọc, hỡi người bản miền Trung ơi, nơi dãy Trường Sơn ngăn đường biển cả, bạn có lần nào thấy cái bao bàn đừng lúa ở miền Tây? Gốc đa nhớ chàng trai làng yêu mến, tôi với anh đã từng quen ấm lạnh, dẹp dùng người dần cả bước mồ hôi. Áo anh rất dài, quần tôi có hai miếng da, nhưng còn tươi buộc da chân không dài. Thương nhau tay nắm lấy bàn tay, đồng quang sương xuống, mình nằm kề bên nhau chờ trăng lên. Lòng thấy nao nao. Đêm nay nằm giữa đồng quang thấm dòng sương xuân, tôi nhớ tới căn chòi giữ ruộng lúa chín vàng que hương thoảng tư bề. Ngoài nắng chương xuống chòi không ngăn được gió về, mừng làm chi khi bốn bên vách trong một chiếc nếp quê mùa cũng ấm như ngôi mộ giữa đồng thơm.
chừng nào quê hương mình mới dứt loạn ly, để dù mình chẳng gần nhau nhưng mãi mãi là tri kỷ. Đồng đâu trong để đồng quan có trai riêng nước hết tương tư khi gặp lại bóng trai làng. Vừa lên đến đỉnh đồi dầm sương con về gai tiên cho tu dài lạnh lẽo ánh sao băng. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức phần dự thi của hai thí sinh Bình Trọng và chú Văn Bến với bài Tình Nước. Dạ, giờ còn rung không? Dạ còn rung. Vẫn còn rung, mình xong phần thi rồi ha. Bây giờ mình nghe coi giám khảo nhận xét góp ý cho mình như thế nào nha. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Trước tiên thì xin chào anh Bến ha, Bến trước đi. Phải nói là cảm ơn anh đã có một cái tinh thần gọi là đến đi, nghệ sĩ thần tượng. Và anh đã đem đến một cái niềm đam mê của anh là anh rất là thần tượng một người nghệ sĩ đàn anh trong cái bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương. Đó là anh Hai Minh Cảnh. Anh Bến có chất giọng giọng riêng của anh, nhưng mà anh có những cái luyến lái, nhất là cái câu vô giọng cổ của anh rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Cảm ơn anh rất là nhiều đã mang đến cho nghệ sĩ thần tượng một cái tinh thần khán giả để xem và nhớ đến cái một người nghệ sĩ mà coi như là suốt bao nhiêu chục năm trời đã cống hiến cùng với lại ngành sân khấu cải lương này. Tuy rằng là hơi nhút nhát sợ sệt, nhưng mà em tin rằng là anh nên cố gắng hãy bình tĩnh nhiều hơn nữa để mình vào trong mình sẽ có những cái mà coi như là những cái tốt của mình để mình đem ra mình thể hiện, và phải khá hơn nhiều nữa nha. Cảm ơn. Dạ, Bình Trọng, phải nói rằng là chị Thanh Hằng rất là ngưỡng mộ em. Xuất sắc lắm Trọng ơi. Cảm ơn chị. Một thế hệ trẻ, một nghệ sĩ trẻ thần tượng một người coi như là một nam danh ca, một nghệ sĩ nhân dân Minh Dương. Mà em ca, chị nói là ngồi ở dưới này ba vị giám khảo và tất cả khán giả đều lắng tai nghe cái sắp nhịp của em hòa quyện và lại dàn nhạc, phải nói rằng là nó, chị nói thật sự rằng là chị rất là ngưỡng mộ em, rất là cảm ơn em rất là nhiều đã mang đến cho nghệ sĩ thần tượng một tài năng rất là tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, đó là những lời nhận xét, những lời khen tặng từ phía giám khảo Thanh Hằng. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ ạ. Phải nói là ngồi tại chỗ này cảm thấy rất là hạnh phúc. Hạnh phúc là một lần nữa Mỹ xin cảm ơn đã tạo ra một cái chương trình nghệ sĩ thần tượng để cho chúng ta có được những người đam mê và yêu thương nghệ sĩ cải lương đến mức độ nào. Thì qua cái bài hát của Trọng và của anh Bến thì cho thấy được mọi người quá ư là giống anh Minh Dương và anh Hai Minh Cảnh. Quá giống cái sự yêu mến đó, và mình nghe nhiều lắm cho nên mới nhiễm đến mức độ đó. Anh và Trọng ca không phải là ca bình thường, ca ở đó Mỹ cảm giác là nó có cái hồn ở trong đó. Đặt để mình vào trong cái bài hát đó, ca bằng cái cảm xúc của mình, nghe nó rất là dễ thương, nó ngọt ngào. Bên cạnh đó nó có những cái lỗi nhỏ của anh Bến, nhưng mà cái đó không sao hết, mình chỉnh được. Còn riêng Trọng thì phải nói là vừa ca giống anh Minh Dương, và em cũng có cái riêng của em. Em sắp nhịp, em sắp chữ rất là đẹp. Người ta nghe, người ta cứ cuốn theo em. Cái đó không phải là dễ. Phải nói là bữa nay là
trọng xuất sắc với một tiết mục này đã được nghệ sĩ Hữu Quốc dàn dựng kết nối yêu thương lại với nhau cho tất cả ban giám khảo và quý vị khán giả có một tiết mục dễ thương. Cảm ơn chị Thu Mỹ. Thì không biết rằng là Trọng trước giờ mình đã đi học ca ở đâu chưa? Dạ có học ca ở với mấy chú tiền bối đơn ca tài tử ở miền quê của mình Trọng, chứ cũng được không có được học ở trường sân khấu chuyên nghiệp. Và mình có đi diễn nhiều chưa Trọng ha? Mình Trọng diễn cho đoàn Nhân dân Kiên Giang được cũng 10 năm rồi. Cũng 10 năm, cũng có thể xem như là một nghệ sĩ chuyên nghiệp rồi. Cho nên là cái cách của bạn hát, cái nhịp nhàng nó rất là vững và nó lôi cuốn người nghe. Chúc mừng Trọng nha. Nhưng mà Trọng cho chị hỏi chút xíu nha, nếu như không phải là bài của anh Hai Minh Dương hát á, thì em hát có giống không? Dạ, cũng giống. Cũng giống luôn hả? Có nghĩa là em nhiễm được cái cách ca của em đi theo luôn vậy đó hả? Chúc mừng em. Em hãy nói chị Mỹ là chị hãy đợi đấy. Chị hãy đợi đấy. Đường còn dài, chị hãy đợi đấy. Dạ. Xin mời giám khảo Kim Tử Long ạ. Trước tiên thì cho Kim Tử Long chào anh Bến. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Nay 57 rồi. Đó. Với một con người 57 tuổi, sức khỏe thì chắc chắn là sẽ không bằng Bình Trọng rồi. Nhưng mà để thể hiện giọng ca của nam danh ca Minh Cảnh không phải là dễ. Vì ca một bài tân cổ mà để ca theo giống anh Minh Cảnh thì phải ca theo nhịp anh Minh Cảnh. Vì vậy cho nên là vừa rồi đó, trong cái bài ca này á, anh Bến anh đã cố gắng anh ca theo nhịp của anh Minh Cảnh để cho nó giống anh Minh Cảnh. Nhưng mà cái nhịp đó không phải dễ. Em rất là cảm kích anh vì anh đã 57 tuổi rồi mà anh ca như vậy là quá tuyệt vời rồi. Còn đối với Bình Trọng á, thì đúng là em là một cái giọng ca giống Minh Dương đến 95% rồi. Nhưng mà trong cái bài ca này á, thì từ đầu em ca giống Minh Dương, nhưng tới cái câu 6 này thì là em ca theo phong cách Minh Cảnh. Và xếp nhịp đó là xếp nhịp của Minh Cảnh. Nếu như ai đã từng nghe Minh Dương và Minh Cảnh ca rồi thì biết hai người sẽ xếp sắp nhịp khác nhau. Luôn cả Thanh Tuấn nữa. Thanh Tuấn có một cái lối sắp nhịp mà người ta nghe tưởng đâu như là đã rớt rồi. Rớt rồi đó. Nhưng mà thật sự không rớt. Minh Cảnh cũng vậy. Còn Minh Dương thì lại nó rộn ràng, nó réo rắt và nó gọi là nó sốc dễ sợ lắm. Cảm ơn anh và Bình Trọng. Dạ, cảm ơn các vị trong ban giám khảo và chúc mừng Bình Trọng cùng với lại chú Bến đã hoàn thành phần thi của mình. Và bây giờ mình có thể vào trong chuẩn bị cho phần thi sau nha. Dạ thưa quý vị, đúng là áp lực lắm mà. Bởi vì các thí sinh của chúng ta cũng có nhiều người không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp. Cho nên là nhiều khi hát theo bản năng, hát vì niềm đam mê, vì sự yêu thích của mình. Cho nên chắc chắn cũng sẽ có những cái điều thiếu sót và những cái lời góp ý của ban giám khảo sẽ làm cho các thí sinh của chúng ta hoàn thiện hơn ở những phần thi sau. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần dự thi tiếp theo của thí sinh Thanh Hiền cùng với thí sinh Sơn Tùng với một trích đoạn cải lương nổi tiếng Khi Rừng Mới Sang Thu với phần hóa thân thành hai nghệ sĩ Mỹ Châu và Tấn Tài. Ngoài kia muôn lá rơi, ôi mùa thu ngàn cây tuôn lá vàng. Sương pha trắng ngàn cây như màn che giăng giữa không gian. Mùa thu muôn lá rơi như dòng châu rơi giữa trời. Lệ rơi thương nhớ ai, hay lệ rơi thương cho chính mình. Đêm đã khuya sương rừng xuống lạnh, xin nữ chúa vào trong an nghỉ. Chàng đã đi rồi. Dân gù đã biết. Gù biết ta buồn lắm không? Dạ gù biết. Vậy gù hãy hát lên đi, cho ta vơi nỗi buồn xa cách. Gù hát hầu nữ chúa, gù hát lên. Đây tiếng hát con tim buồn như lời ru nước mắt.
như khách thương cho ai gì đâu, tình phải cách nhau. Ôi tiếng hát lên cao cho ngàn sao, trời khuya cũng khóc. Lệ của chú nào trong đêm làm trăng khuya cũng như ngầm sâu. Tình yêu nào không mà ngàn đau thương vắng giữ một đời. Nữ chúa ơi gù vẫn biết phận gù, mặt nam lưng còng không làm sao thay được hoàng phi hài. Gù không mong gì dìu đỡ được nữ chúa trên bước đời chống gai hiểm trở. Gù chỉ xin được các tiên hát ru để đưa hồn nữ chúa bước trọn vào những cơn mơ diễm ảo trên đời. Những u uất riêng tư gù không sao bài tỏ nên lời. Cắn chặt răng cho tiếng đừng khàn giọng, cho hài hoa tròn điệu không trùng bước chân xuân. Nữ chúa buồn vui gì gù cũng chỉ có một thân, nhưng nữ chúa buồn là gù không chịu được, nên gù vẫn cầu nguyện cho nữ chúa tròn nguyện ước. Trong đau khổ chung thân gù còn có được chút vui mừng. Mùa thu muôn lá rơi như dòng châu rơi giữa trời, lệ rơi thương nhớ ai hay lệ rơi thương cho chính mình. Tôi đang xây đài ghi công cho hoàng phi hài. Dân tôi hạnh diện đem tâm sức mình thọ nhục ghi công để người ta lưu danh bia tạc đời đời. Tháp xẻ quy nghi sừng sững đã chập chung, ngạo nghễ dương mình kiêu gan tuy nguyệt, chiến tích oai hùng được tô phết vàng son. Bia đá trăm năm nhưng vẫn phai màu, làm sao sánh được ngàn năm bia này. Miệng đời sẽ bảo trong từng viên đá dựng, có kẻ đem mồ hôi trộn giả nên hùng. Ngoài kia muôn lá rơi, ôi mùa thu ngàn cây tương lá vàng. Dạ thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức
Trích đoạn Khi rừng mới sang thu. Đây là một cái trích đoạn mà Đại Nghĩa cũng rất là thích, trước đây cũng từng nghe rất là nhiều. Và đặc biệt là với cái đoạn của nhân vật Gù và nhân vật nữ chúa, với phần thể hiện của hai giọng ca vàng, đó là nghệ sĩ Tấn Tài và nghệ sĩ Mỹ Châu. Và ngày hôm nay được nghe hai bạn hát lại mà thấy thương lắm. Không phải thương các bạn thí sinh nha quý vị, mà thương giám khảo. Giám khảo như thầy như cô vậy đó, ngồi cái mặt lo còn hơn thí sinh nữa. Đập nhịp. Đập nhịp một cách cuồng nhiệt. Em có thấy không, lúc mà em ca em thấy giám khảo đập nhịp cho em không? Cảm ơn giám khảo quá trời. Cảm ơn giám khảo quá trời. Nói nghe nè, nếu như giờ giám khảo không đập nhịp rồi mình ca đúng không? Đúng, chắc đúng chứ. Chắc đúng, dạ, đúng, đúng. Dạ đúng. Hồi nãy mình ca mình nhận xét coi mình thấy mình ca đúng chưa. Bây giờ thấy người ta vỗ tay nhiều quá chắc đúng. Trời ơi, ta vỗ tay cổ vũ ông đó ông ơi. Không phải. Nói chứ khán giả luôn luôn là người bạn đồng hành với các thí sinh ha, cổ vũ cho chúng ta có tinh thần hơn. Bởi vì mọi người biết rằng các bạn, ví dụ như em nè, em không phải là dân chuyên nghiệp đúng không? Dạ. Đứng trên đây khớp không? Khớp. Rung. Khớp rung. Rồi sao? Hồi nãy cái nhân vật ông Gù này là ông yêu bà nữ chúa, yêu đơn phương. Tại sao lúc diễn không dám dòm ta? Tại người ta nữ chúa mà đâu dám nhìn mình Gù. Đúng đó. Đúng đó. Hay quá. Hay quá. Nói chung là em nhìn lén lén gì không? Rất là dễ thương luôn. Và giám khảo cũng như vậy, đã hỗ trợ từ xa cho các thí sinh để có thể hoàn thành tốt cái phần thi của mình. Dạ em xin mời ý kiến từ anh Kim Tử Long ạ. Hồi nãy giờ đó là Kim Tử Long thấy là hai bạn hát, Kim Tử Long thương lắm. Thấy là đúng là Tùng á, em thần tượng Mỹ Châu, hình tượng đó em diễn từng cái động tác nè, từng cái đi nè, từng cái cầm micro nè, cái giống có năm rồi. Giống có năm Mỹ Châu dễ sợ luôn. Còn Hiền, trời ơi, hát cái gì mà không dám dòm người ta luôn. Cái ông Gù này đó, ổng thương bà nữ chúa này, chứ không phải là ổng sợ. Ổng nhìn lén bà nữ chúa này, những lúc bà nữ chúa này bà không có để ý tới ổng là lúc nào cũng nhìn một cách sai đắm, chứ không phải là sợ ha. Còn đối với cái giọng hát của em giống Tấn Tài, có nhiều cái chữ em giống Tấn Tài lắm á, nhưng mà cái nhịp em không giống. Nhưng mà chị á, chị nói thật sự rằng chị có đi hát chung với lại chú Tấn Tài mà. Chị kêu bằng cậu Tấn Tài. Cậu Tấn Tài thuộc từng cái chữ đàn. Cái trường canh của cậu cũng bị chao nhẹ vậy đó. Nhưng mà tại cậu rất là thuộc từng chữ đàn, cho nên cậu ca ha, ca coi như là cậu ca cứ ca nó không có vô trường canh, nó lờ vậy đó. Nhưng mà người ta vô nhịp xuống. Còn em giống được Tấn Tài là cái chỗ em loanh quanh lanh quanh lanh quanh lanh quanh, nhưng mà đến cuối nhịp là em đi xa Tấn Tài quá. Nhưng mà không sao hết trơn á, ở đây là quan trọng là thần tượng mà em thích đó là Tấn Tài, và em có những cái dấu giống Tấn Tài, vì vậy là quá tuyệt vời rồi. Chúc mừng hai em. Dạ, cảm ơn giám khảo Kim Tử Long. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Chị cũng rất là cảm thấy rằng là ngồi ở dưới này xem mà phải nói rất là thương lắm và trân quý lắm. Tất cả quý thí sinh, mặc dù các bạn là thế hệ trẻ này, nhưng mà các bạn đã thần tượng những người mà nghệ sĩ là tiền bối đi trước. Đó, cho nên rằng là các bạn ơi, các bạn đã làm cho chúng tôi cảm thấy rằng xúc động và trân quý các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã đến cùng với nghệ sĩ thần tượng. Dạ, mời giám khảo Thời Mỹ ạ. Chỉ biết nói chữ thương thôi. Thương quá trời quá đất luôn vậy đó. Rất là hồn nhiên, kêu bằng là nó dễ thương làm sao đâu á. Với Hiền á, ca rất là cũng vô giọng cổ giống chú Tấn Tài quá trời. Ủa? Luôn đó. Nếu mà hả Hiền ha, mà biết nhịp một chút nè, thì Hiền ca giống, càng giống chú Tấn Tài nữa, mà ca còn hay hơn như vậy nữa. Còn Tùng á thì thôi, bữa nay thôi, giống cô Năm gì mà giống dễ sợ luôn vậy đó. Thấy thương quá trời luôn vậy đó. Không, chứ bữa nay là hơi không hơi được bị khỏe. Khang hơi. Nhưng mà em lấy lại được liền. Bữa nay thấy được cái bản lĩnh của Sơn Tùng ở trên sân khấu nha. Rồi có nhiều chỗ còn nhiều bạn diễn nữa. Nhưng mà nè, tôi nói cho Thời Mỹ nghe nha, đừng có coi thường Hiền nha. Không biết. Bây biết. Giờ là Hiền là đang là giấu nghề đó. Một chút rồi sẽ thấy. Một mình đơn ca một bài nữa là té đấy. Ngửa hết. Em đến với cái chương trình nghệ sĩ thần tượng này do cái lòng đam mê của em yêu bộ môn cải lương và yêu thần tượng của em, phải không? Cái gì mà em mê, em yêu thì cái đó em sẽ làm tốt, cố gắng lên. Mà cho anh hỏi nè, bữa nay mình lên sân khấu lớn có thể là mình rung, mình hát nó hơi rớt chút xíu. Dạ.
Nhưng mà nếu như bình thường ở trong nhà mình á, mình hát có mình ơi mình thôi á, mình có bị rớt không? Cũng vẫn rớt bình thường. Nhưng mà cái giai gù này là em mới hát lần đầu tiên hay là em đã thường hát thường dạ, xuyên rồi? Dạ, hát lần đầu tiên thường thường thì là như em là hát tăng cổ hoặc là ấy không mà không, không có đóng cả lương. Rồi lát qua tới vòng 3 hát mình kìa. Vòng 3 sẽ gắng cố gắng chứ. Cố lên nha. Cố lên nha. Dạ. Cố lên Hiền dạ. Ơi. Ừ. Cố lên. Dạ dạ rồi. Cố gắng lên. Chúc em với lại chúc Sơn Tùng sẽ làm tốt ở cái phần thi sau. Cảm ơn các bạn. Dạ. Một tràng pháo tay dành cho hai thí sinh của chúng ta. Dạ thưa quý vị, phần thi vừa rồi cũng đã khép lại đêm nay của chúng ta. Đêm nay với hai vòng thi, vòng hội ngộ và vòng song ca vừa rồi, chúng ta cũng đã nhận ra được các bạn thí sinh đã hát giống thần tượng nào của họ. Đó là những nghệ sĩ tài danh mà chúng ta yêu mến. Và ở phần thi sau, chúng ta sẽ đến với cái phần đơn ca để xem họ khi một mình đứng trên sân khấu thể hiện tất cả những giọng ca của mình coi có giống thần tượng hay không. Và lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ có thêm những cái điều tuyệt vời. Và chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức chương trình vào tuần sau quý vị nha. Đến đây thì chương trình Nghệ sĩ thần tượng xin được phép khép lại. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh truyền Vĩnh Long 1, phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn khán giả và cảm ơn ban nhạc. Hẹn gặp lại vào tuần sau. Sân khấu chương trình Nghệ sĩ thần tượng tuần này sẽ vô cùng kịch tính và hấp dẫn khi các thí sinh đã chính thức bước vào vòng thi tỏa sáng. Anh nâng niu một tổ quyên hương đêm đêm hạnh phúc, còn em thì lạnh lùng từ chối. Khiến anh đây thêm nát ruột sẽ lòng. Chị Mỹ thán phục cái sự mà bắt chước của em luôn á. Chị cảm động, chị xúc động, chị không cầm được nước mắt. Những cái gì mà em luyến lái trong cái trích đoạn này giống chị Phượng Hằng lắm. Thế bây giờ hãy cùng chào đón MC Đại Nghĩa. Đại Nghĩa xin chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Nghệ sĩ thần tượng. Thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ thần tượng do đài truyền Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh truyền Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Và ngày hôm nay sẽ là tập đầu tiên của vòng tỏa sáng. Ở vòng thi này các bạn ấy sẽ phải trình diễn những cái tiết mục mà có thể là một bài ca lẻ, hoặc có khi đó sẽ là một cái trích đoạn mà các bạn sẽ diễn cùng với những người nghệ sĩ khác, những người trợ diễn của chương trình. Và không biết rằng với cái vòng thi này thì cái điều gì từ ban giám khảo sẽ là áp lực cho các thí sinh của chúng ta, cũng như là động lực để họ có thể phấn đấu và họ vượt qua được những thử thách khó khăn này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với ban giám khảo hết sức quen thuộc và đáng yêu của chương trình. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón nghệ sĩ Thanh Hằng. Tiếp theo chúng ta sẽ gặp gỡ với nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Và cuối cùng, một tràng pháo tay dành cho nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Trời ơi, đẹp quá phải không quý vị, sáng rực cả bầu trời. Đây thần tiên tỷ tỷ, bên kia thần tiên mỹ mỹ, chánh giữa thần tiên lão lão. Thần tiên lão lão. Lấy từ cái tên của anh đó, anh Long, Long Long lão lão vậy đó. Chứ không phải ý nó anh lão, anh già không có, anh trẻ trung lắm. Hôm nay nguyên một cái dàn giám khảo của chúng ta và có thêm em nữa. Bốn anh chị em chúng ta toàn trắng. Mà hôm nay màu trắng này phải nói lên là kinh là một dạ. Tinh khôi. Một màu trắng tỏa sáng cho tất cả thí sinh nghệ sĩ thần tượng. Dạ đúng rồi chị, dồn cái dàn hộp bên áo chị thôi làm thấy sáng trưng rồi. Chương trình đề nghị là phải màu trắng nhưng mà phải có hộp.
Dạ. Lấp lánh. Thiệt ra hồi nãy em ra là trắng trơn thôi, không có miếng nào lấp lánh hết trơn. Anh Long thấy ngứa mắt, anh Long không chịu. Lấy này gắn anh lên. Anh Long lấy cái này của anh này gắn lên cho em thưa quý vị. Chứ lục nguyên tủ đồ nhà em không có miếng hộp nào trơn, trời buồn hết sức. Còn với chị Mỹ Mỹ thì sao? Với cái trang phục trắng ngày hôm nay gợi cho chị nhớ và liên tưởng đến điều gì? Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ. Dạ. Sao nữa Long? Tại vì tuổi thơ lâu quá cho nên mình nhớ được có câu đó thôi phải không chị? Thật sự ra bận cái chiếc áo dài trắng này, rồi kế bên anh Long một bộ đồ trắng nữa. Thoại Mỹ nhớ tới cái thời mà mình đang học ở nhà hát Trần Hữu Trang, anh nhớ không? Dạ. Cái thời đó cái tuổi mới có mười mấy à, rất là đẹp phải không anh? Em nhớ cái thời đó anh lấy xe đạp anh chở em đi vòng vòng đó, không? Anh Long là chuyên môn lấy hai người lấy. Ở bển kể chuyện đời xưa. Anh Long thì chạy chiếc xe đạp cuộc, Thoại Mỹ ngồi phía trước á, cả nhà thấy có dễ thương không ạ? Đó là một thời thiếu nữ và một thời mình là học sinh phải không anh ha? Dạ. Và cái kỷ niệm đó chúng ta không bao giờ quên. Và cũng như bây giờ đứng tại trên sân khấu này, qua đó thì mới thấy được tài năng của các bạn. Và bộ môn sân khấu cải lương của chúng ta đó phải nói là không hề bị mai một phải không các dạ, anh chị? Đúng. Và điển hình là các bạn trẻ rất là thích, thích từng câu ca, từ cái cách diễn rồi trang phục này kia nọ của cô chú anh chị. Đó là một điều hạnh phúc cho nghệ sĩ cải lương của chúng tôi. Dạ, những chia sẻ của chị Mỹ Mỹ nó rất là chân thành cũng như là ý nghĩa. Và qua những cái vòng thi trước á, thì các anh chị đã luôn luôn góp ý, có cái sự động viên, có cái sự dìu dắt, có cái sự đập nhịp bất chấp máy quay. Đập nhịp bất chấp máy quay. Để cho các bạn hoàn thành tốt cái phần thi của mình. Nhưng mà đến cái vòng này á, là cái vòng tỏa sáng, thì chắc chắn là cái tiêu chí nó cũng sẽ phải khác so với vòng thi trước. Anh Long chia sẻ một chút về cái tiêu chí của ban giám khảo ở vòng thi này nha. Thì như quý vị đã xem những cái tập trước á, thì các bạn ấy có một cái gọi là cái ông trời cũng cho là một cái chất giọng nó giống như thần tượng mà các bạn ấy đã thích. Và bây giờ đến cái vòng này là phải diễn nữa. Diễn làm sao nó phải có một cái gì đó khi người ta nhìn vô người ta hình dung ra được. Yeah. Đó là Minh Dương, đó là Thanh Kim Huệ, đó là Phượng Hằng. Yeah. Vân vân. Vì vậy cho nên là ba anh em chúng tôi là cái tiêu chí lần này là chỉ làm sao để có thể là đưa các bạn ấy càng ngày càng đi vào vòng trong hơn bằng cái tài năng là một. Sau nữa là bằng cái sự nghĩa là giống gần như thần tượng của mình, để càng ngày vào chương trình thì các bạn sẽ tỏa sáng hơn nữa. Dạ, nhưng mà như anh Long nói, bởi vì các thí sinh của chúng ta thì không phải ai cũng được học trường lớp. Đúng, không rồi. Phải ai cũng đã từng được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp để mà cọ xát cùng với đồng nghiệp hoặc là với khán giả. Cho nên cũng mong giám khảo mình dơ cao quánh khẽ. Dạ, nhẹ nhẹ, dơ cao lên cái nhưng mà đưa tay xuống vuốt vậy nè. Cái đưa lên xong rồi rủ xuống cái một. Rủ xuống cái một. Dạ, cảm ơn ban giám khảo và mời các anh chị vào vị trí của mình. Thưa tất cả quý vị, nếu như ở vòng tinh hoa thì ban giám khảo chấm các thí sinh chủ yếu là dựa trên giọng ca, xem coi cái giọng hát của các bạn ấy có giống với thần tượng mà các bạn ấy đã lựa chọn hay không. Thì ở vòng này là tỏa sáng, đó gọi là tài năng, mà còn tỏa sáng đương nhiên nó phải có những cái tiêu chí nó khác hơn và thậm chí nó hơi khó khăn hơn một chút. Đó là không phải chỉ chấm về giọng ca không thôi mà còn chấm cả về diễn xuất. Và để cho tài năng của các bạn được chấp cánh, được bay cao, được tỏa sáng, thì một trong những yếu tố góp phần thành công cho các bạn đó chính là ban nhạc Duy Kim. Dạ, xin cảm ơn tất cả các anh trong ban nhạc. Và để mở đầu cho đêm thi hôm nay, chúng ta sẽ đến với một trích đoạn trong vở cải lương Sự Tích Cây Uyên Ương, trích đoạn mang tên Trần Giả Cẩm Giang, với phần dự thi của thí sinh Hàn Ni khi hóa thân thành nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng. Và người trợ diễn cho Hàn Ni đó chính là một người nghệ sĩ cũng rất là quen thuộc với chúng ta trên sân khấu cải lương, nghệ sĩ Điền Trung. Mời quý vị cùng theo dõi. Lầu sớm màn thế chương dâng, đâu mất rồi bên nước dòng sông, có chiếc đò đưa xuôi ngược bền bồng, có tiếng sao gieo gió ru hồn người lang bạc. Trần Gia ơi anh đang ở đâu? Trần Gia
đây. Thấp thoáng bên trời lòng chớ buồn bâng khuâng, muốn quên em nhưng sao thấy ngậm ngùi, nghe như tất cả bối hồi. Kỷ niệm năm nào còn đây em nhớ không, con đò xưa bến dưới dòng sông. Lời hẹn thề ngàn năm khó phai, sống không xa nhau chờ không rời nhau. Sống không xa nhau chết không rời nhau. Vậy mà anh Trần Giá, Trần Giá ơi, anh hãy về đi. Anh vì tôi không còn yêu anh nữa. Tại sao? Tại vì anh nghèo lắm, không có gì tất cả. Anh hãy về đi. Phải rồi, tôi nghèo lắm. Tôi nghèo, tôi nghèo xác xơ, tâm thân tôi vốn tên lai đò, thì đâu ham gì mơ gì cao sang. Thế nhưng nên trách cho thân phận, thôi anh về đi, thôi ân tình này đã thôi.
rời khỏi nơi đây, trên đường nắng lại làm gì cho thêm khổ. Và kể từ đây xem như tôi đã như từng lưu luyến, làm gì một cô gái mà tình. Cầm, cầm giang ơi, bốn đồ thì không thể đau phủ bạc anh đâu. Ngọn tre làng rung rẩy trước đông phong, chờ người Việt khách quy hồi cố xưa. Cầm giang ơi, tôi đâu nhắc chi kể đêm mà chỉ buồn cho tôi, người ta đã phụ ân tình. Thôi nhà từ đây cạnh tìm rồi, còn gì để nhớ nhớ thương thương, còn gì đâu nữa anh ơi. Lòng em tan nát nghẹn ngào biết ly. Cầm giang, anh ơi về đi. Cầm giang, cầm giang. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn trong vở cải lương Sự Tích Cây Uyên Ương với phần trò diễn của nghệ sĩ Điền Trung. Sẵn tiện có Điền Trung đây hỏi thăm luôn. Khi Trung diễn cùng với Hằng Ni á, thì Trung có nhìn thấy đâu đó thấp thoáng Hằng Ni hình ảnh của người nghệ sĩ đàn chị của mình, chị Vân Hằng không? Theo như Điền Trung cảm thấy thì Hằng Ni có một cái sự cố gắng để tìm những cái lái, những cái e nào đi cho giống nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng. Thậm chí đôi lúc là Điền Trung có thể bật cười luôn là bạn ấy nhái xong rồi tới cái miệng bạn ấy cái quẹo quẹo lên miếng 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 vậy hả? Cái môi dưới phải lận 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 lên cho giống chàng. Ủa mà lận lên vậy rồi làm sao có hơi mà hát nó bung ra ta? Khó không Ni? Dạ thì bắt chước thần tượng của mình thì có những cái liên lái của nghệ sĩ Phượng Hằng thì em cũng phải đôi khi nó cũng phải méo miệng. Thật ra hồi nãy ngồi bên dưới nha, ở cái góc nghiêng mà nhìn lên lúc dạ. Hằng Ni vừa mới xuất hiện mà quay trở ra hát thấy giống chị Hằng thiệt. Dạ. Rất giống chị Phượng Hằng luôn, ở cái góc nghiêng còn biết góc trực diện từ ban giám khảo thì thế nào. Xin cảm ơn Điền Trung đã hỗ trợ cho Hằng Ni trong tiết mục này, một tràng pháo tay dành cho nghệ sĩ Điền Trung. Và bây giờ thì Hằng Ni ở đây, chúng ta cùng lắng nghe ý kiến từ ban giám khảo. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng. Trước tiên thì chị cũng muốn nói rằng là nội nhìn trong cái bộ đồ của em thôi là em đã ấn tượng chị Phượng Hằng như thế nào. Tại vì Phượng Hằng cũng đã có mặc bộ đồ và cái mấn như thế này, giống như vậy, y như vậy luôn đó. Và cái cách xử lý của em hôm nay, em ca lại càng đi sâu vào, em lại càng giống nhiều hơn nữa. Nhất là cái ém hơi của em, cái ém lại để cái giọng ca của em nó có cái giọng kim lên giống chị Phượng Hằng lắm. Mà ngay cả cái lúc mà em nói chuyện với lại anh Đại Nghĩa cũng vậy nữa, có những cái chữ mà em phải méo méo cái miệng cũng giống cái tiếng của Phượng Hằng nữa. Dạ. Chị cảm ơn em đã cho một cái tiết mục mở màn này rất rất là hoàn hảo. Chúc mừng em đã làm xong cái tiết mục của mình. Cảm dạ, ơn em. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị Thanh Hằng. Xin mời ý kiến tiếp theo từ giám khảo Thoại Mỹ. Trước hết á, thì chị cũng thay mặt chị Hằng cảm ơn Hằng Ni đã thần tượng chị Phượng Hằng. Và cái bài thi của em thể hiện hôm nay rất là giống chị Phượng Hằng luôn á. Và chị Mỹ thấy là qua chỉ một vòng thi thôi mà hôm nay Hằng Ni tiến bộ rất là nhiều. Nhưng mà chị Mỹ muốn em phải tuyệt đối hơn nữa. Tại vì mình hóa thân là chị Phượng Hằng mà. Dạ. Cho nên là mình đừng có xử lý cái của mình. Dạ. Mà mình xử lý của chị Phượng Hằng. Có những cái là của em, nó hay chứ không phải là nó không hay, nó vẫn hay, vẫn ngọt. Nhưng mà chị muốn là cái bài thi hôm nay là nếu như mà em tuyệt đối 100% chị Phượng Hằng thì chị Mỹ nghĩ là sẽ càng xuất sắc hơn nữa. Dạ. Chị Mỹ chúc mừng em có sự tiến bộ rất là rõ rệt nha. Dạ. Dạ, cảm ơn giám khảo Thoại Mỹ. Không biết ý kiến từ giám khảo Kim Tư Long ra sao, xin mời anh. Hôm nay thì thật sự là em ca quá quá khỏe. Khỏe. Khỏe lắm. Những cái giả thanh của em rất tốt. Em ca với những cái gì mà em luyến lái trong cái trích đoạn này giống chị Phượng Hằng lắm. Dạ. Anh cũng sẵn đây, anh cũng cảm ơn em đã dùng tất cả những cái luyến lái của chị Hằng trong cái trích đoạn vừa rồi. Tại vì chị Phương Hằng chỉ là sáng tạo ra những cái cách ca của chị như vậy. Mà cái đó là một cái sự sáng tạo của một người nghệ sĩ. Dạ.
À, còn anh chỉ góp ý với em một cái điều mà để sau này nếu như em có thể là đi hát chuyên nghiệp hơn và có những cái vai diễn đó để hát với kép á, thì em nên chú ý một cái điều, chị Hằng chị hát với kép lúc nào cặp mắt chị cũng rất đa tình, chị rất là mơ màng khi mà chị nhìn kép. Vì vậy cho nên là em hồi nãy giờ là em hát với Điền Trung, có thể là em chưa có hát với Điền Trung lần nào cho nên em bị khớp, có thể là vậy, hoặc là có thể là em bị em chú trọng vào cái cách ca của chị Phương Hằng quá. Dạ. Nên em quên cái ánh mắt của chị Phương Hằng khi giao lưu với kép. Dạ. Và hôm nay thì em chỉ thiếu một chút xíu đó thôi, còn hoàn toàn là em rất tốt. Hy vọng rằng nếu như em được bước vào vòng trong thì em sẽ có những cái rút kinh nghiệm. Dạ. Từ những lời của các ban giám khảo ha. Dạ, em hứa là vòng sau nữa nếu mà em được mấy anh chị thương yêu em được vô trong, em hứa là cặp mắt của em nó sẽ giữ tình hơn. Dạ, đa tình hơn. Em muốn đa tình thì em học thoại Mỹ nữa nè. Học thoại Mỹ nữa nè. Dạ, em cảm ơn ban chị rất là nhiều ạ. Chúc mừng Hằng Ni bởi cái sự cầu tiến của mình, nghe lời góp ý từ ban giám khảo, cho nên ngày hôm nay bạn đã có một cái phần thi rất là trọn vẹn và nhận được rất nhiều những lời khen từ ban giám khảo. Cố gắng tiếp tục giữ phong độ nếu như mình còn có thể đi tiếp cùng với chương trình đi nha. Cảm ơn anh ạ. Xin chào Hằng Ni. Ban vị giám khảo, em cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Và tiếp theo xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ đến với trích đoạn trong một vở cải lương có thể được xem như là kinh điển của cải lương Việt Nam chúng ta, một vở của cố soạn giả Trần Hữu Trang, Tô Ánh Nguyệt, với phần dự thi của thí sinh Bình Trọng khi hóa thân thành nghệ sĩ Minh Vương trong vai Minh, với sự trợ diễn của nghệ sĩ Cao Thúy Vi trong vai Nguyệt. Xin mời mọi người cùng theo dõi. Nguyệt ơi, có nhà không em? Dạ chào thầy, mời thầy ngồi. Cảm ơn em. Mời thầy dùng nước. Đã từ lâu rồi tôi gian em, đừng có gọi tôi bằng cái tiếng thầy, nghe nó khó chịu cho tôi lắm. Vậy chứ thầy muốn tôi kêu thầy bằng gì? Bằng gì thì cũng được, quyền của em mà. Dùng tiếng thầy xưng hô thì thầy thấy khó chịu, còn dùng lời lẽ nào nhẹ nhàng êm ái khác thì bụng dạ của thầy đã biết, sao thầy không chịu nói ra? Trời ơi, anh đang cúi đầu chờ ân huệ, em rộng lòng tha thứ cho anh, kẻ gây cho em khổ đau lần đần, suốt cuộc đời duyên nợ dở dàng. Lương tâm thầy cắn rứt chắc, tôi mong chuộc lại lỗi lầm xưa. Được rồi, để chiều ý thầy, tôi sẽ kêu thầy bằng mình, hoặc ba của thằng Tâm, hay chỉ bằng anh thôi. Mình, ba, thằng Tâm, nếu được tiếng mình có nghĩa là em đã sẵn lòng tha thứ. Nguyệt ơi, kể từ đây chúng ta âu yếm gọi nhau cho đến hơi thở sau cùng. Nửa đời còn lại anh với em gắn bó mặn nồng, tuy không đường hoàng gia thú nhưng cũng là ý vợ chồng sao.
ràng buộc vào quá khứ thì hiện tại chỉ mỗi một mình tôi đau khổ. Còn cho vừa ý anh thì sẽ có thêm một người phụ nữ khác là vợ của anh sẽ khổ đau. Thôi thì cả niềm ai ân trọn vẹn. Thằng Tâm sẽ tốt nghiệp xa trường, sắp tới đây anh sẽ chọn ngày lành tháng tốt để vợ chồng mình quan hệ nâng ly chúc mừng con trong cái buổi lễ thành hôn. Mà mẹ dám nghĩ đến chuyện nâng ly. Em định gửi quà gì cho con? Đây, cặp gối theo còn dạng dở. Chim viên ương. Phải, trong ánh chớp nền trời đầy đó, quyên ương và cuộc sống tuyệt vời. Chim viên ương. Dịu dàng từng đường bao nhiêu năm trời em thản nhiên như người qua đường xa lạ. Trong lúc ngày đêm anh áp ủ anh nâng niu một tổ quyên ương em đềm hạnh phúc. Còn em thì lạnh lùng từ chối khiến anh đây thêm nát ruột sẽ lòng. Tốt hơn hết, kể từ hôm nay anh đừng đến đây nữa. Quyên ương có bạn có đôi, trong bóng vui tươi khúc nhạc tình muôn thuở. Quyên ương đẹp mãi trong lòng người, là thủy chung ngàn năm gắn bó. Quyên ương đẹp mãi trong lòng. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn của vở Tô Ánh Nguyệt với cái phần trợ diễn tuyệt vời của nghệ sĩ Cao Thúy Vi. Phải nói là chỉ một trích đoạn ngắn thôi, nhưng mà hai bạn đã mang đến cho người xem rất là nhiều những cảm xúc. Khi Vi em diễn cùng với anh Bình Trọng thì cái cảm nhận của mình như thế nào? Dạ, cảm nhận của em về anh Bình Trọng thì anh quá giống
quá giống chú Hai Minh Dương. Và anh cũng chịu khó nghiên cứu và làm sao cho giống hơn nữa, và chịu khó diễn, chịu khó học hỏi lắm. Cảm ơn hai bạn, và đặc biệt một tràng pháo tay dành cho nghệ sĩ Cao Thúy Vi với phần trợ diễn tuyệt vời vừa rồi. Cảm ơn em. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ý kiến từ các vị giám khảo. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Đáng lẽ là phải để cho anh Long nói trước á, Đại Nghĩa biết sao không? Dạ sao ạ? Anh Long đã từng hát cái vai này của chú Hai rất là nhiều rồi, và cũng là một người thần tượng chú Hai. Nhưng mà bây giờ Đại Nghĩa mời Thoại Mỹ thì Thoại Mỹ xin nói trước. Quá tuyệt vời luôn á Quỳnh Trọng ơi, quá hay luôn á. Từ cái câu nói Nguyệt ơi có em ở nhà không, là ở đây ban giám khảo ngỡ ngàng luôn, chị nổi da gà luôn á. Giống gì mà giống dữ vậy. Chị cũng đã từng có một thời gian dài diễn suốt cái vở này với lại chú Hai Minh Dương. Khi mà đi lưu diễn ở đoàn Trần Hữu Trang á, hàng đêm nghe chú Hai Minh Dương hát cái vai này, chị coi như là thuộc từng chữ của chú Hai luôn. Và cái câu nào, cái chữ nào mà chú nứt chữ, bể chữ á, là đêm nào nó rập khuôn đêm đó. Yeah. Hay vậy đó, là xử lý như vậy luôn đó. Nhất là em rộng lòng tha thứ cho cho anh đó. Cái chữ thứ của chú Hai không có lên thẳng, mà chú bể ngay cái chữ thứ, nó lưng lửng. Mà cái chữ đó rất là khó bắt chước lắm nha. Mà mình Trọng đã bắt chước được. Và trong mấy câu giọng cổ của Trọng nó phải nói là tuyệt đối giống chú Hai luôn. Dạ. Và chị Mỹ xin lỗi chị, em muốn hỏi thêm, như chị nói là cái chữ thứ á, là chú Hai Minh Vương là không có lên thẳng mà làm cho nó bể, cái chữ đó là do xử lý, do cố tình hay sao ạ? Chị nghĩ là cố tình, tại vì đêm nào chú cũng ca y như vậy, chứ không phải là bữa nay chú ca vậy rồi ngày mai chú ca tròn, không phải. Lúc nào chú cũng bể cái chữ đó, mà bữa nay á là Bình Trọng cũng bể cái chữ đó. Chị Mỹ ghi chú ngay đây cái chữ tha thứ, và còn nhiều chữ giống hơn nữa, cũng giống hệt chú là chú Hai luôn. Phải nói là em bắt chước từ cái mà em xoay qua rồi em nhìn cô Nguyệt cũng giống chú Hai luôn. Chị Mỹ thán phục cái sự mà bắt chước của em luôn đó. Đúng là yêu thương một thần tượng của mình, quả là không uổng công ha. Chị Mỹ chúc mừng em đã đem lại một tiết mục quá đặc sắc. Dạ, cảm ơn dạ. Chị Mỹ. Như chị Mỹ nói thì anh Kim Tuyết Long là người đã từng thủ diễn cái vai này, là phải mời anh Long trước, nhưng không. Em nghĩ rằng bởi vì anh là người thủ diễn cái vai này, anh có thể biết rõ những cái tâm tư tình cảm nó tinh tế nhất trong cái nhân vật Minh, cho nên anh sẽ phải là cái người nhận xét cuối cùng. Còn em muốn một cái góc nhìn nó khách quan hơn thì xin mời chị Thanh Hằng ạ. Với chị thì chị cảm động, chị xúc động, chị không cầm được nước mắt. Và nhìn hình ảnh của Cao Thúy Vi và Bình Trọng, chị tưởng tượng thập niên 90 chín mấy, kịch bản này hai người nghệ sĩ, đó là nghệ sĩ Minh Vương và nghệ sĩ Lệ Thủy. Và hình ảnh hiện tại bây giờ các bạn đang đứng trên đó nhìn hai cái gương mặt này, hai hình dáng này và cái chất giọng của Bình Trọng, phải nói là nhớ đến những hình ảnh của hai cô chú. Và tuy rằng là Cao Thúy Vi không ca cái giống cho cô Lệ Thủy nhiều, nhưng mà cái hình ảnh của một cô Nguyệt giống lắm. Những cái trẻ nhịp của em đó, nó cũng rất là chính xác luôn đó. Giống như cái hò đầu, một cái câu giọng cổ em xuống cái câu, cái hò đầu em ca nửa đời còn lại anh với em, cái chữ em nhân gắn bó mặn nồng, nó không khác chút xíu nào của anh Hai Minh Dương hết. Thầy nói chị rất là trân trọng, cảm ơn các em rất là nhiều. Dạ, cảm ơn những ý kiến, những chia sẻ của nghệ sĩ Thanh Hằng. Và bây giờ thì xin mời giám khảo Kim Tử Long. Khi em nhả chữ ra là đã giống chú Hai Minh Dương rồi, không cần phải bắt chước. Còn cái mà em hôm nay em thể hiện bắt chước trong cái vai Minh á, em đã cố gắng để làm sao tạo giống như chị Mỹ và chị Gia Thanh Hằng nói, là những cái ngưng của chú Hai Minh Dương, nó cái giọng chú Hai Minh Dương nó đã như vậy chứ không phải là cố tình xét, mà cái giọng xét của chú Hai Minh Dương nó là một cái đặc thù của chú rồi. Nhưng đến ngày hôm nay thì anh phải nói em là người đầu tiên mà anh nói rằng em giống chú Hai Minh Dương tuyệt đối về giọng ca. Đó là em đã thành công trong chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng. Còn một điều anh muốn góp ý với em, đã giống thì phải giống hoàn toàn. Về ca là em đã giống rồi, nhưng về diễn thì anh vẫn chưa thấy hình ảnh của chú Mi Hai Minh Dương trong đây. Vì sao? Vì em muốn giống là mái tóc em phải để giống chú Hai Minh Dương, phải có cái hóa trang đã nữa. Với cái thứ hai, phải em chú ý một cái điều nữa là chú Hai Minh Dương á diễn vai bi, nhưng chú Hai Minh Dương thường có pha những cái rất là duyên trong nhân vật đó.
Dạ cảm ơn ban giám khảo. Là bởi vì như ban đầu chúng ta đã nói với nhau, vòng thi này không phải chỉ chấm về giọng ca không thôi, mà còn chấm về nhân dáng, hóa trang, về diễn xuất. Cho nên là các bạn thí sinh cũng cần phải chú ý những cái điều mà giám khảo vừa nhắc nhở chúng ta nha. Dạ rồi, cảm ơn các vị trong ban giám khảo và chúc mừng Bình Trọng đã hoàn thành thật tốt cái phần thi vừa rồi. Xin mời. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một vở cải lương cũng rất nổi tiếng của soạn giả Điêu Huyền, vở Tiếng Hò Sông Hậu. Và chúng ta sẽ đến với phần thể hiện của thí sinh Thái Điền với phần hóa thân thành nghệ sĩ nhân dân Giang Châu, một vai diễn cực kỳ ấn tượng của nghệ sĩ Giang Châu trong vở diễn này là vai Thừa, cùng với sự trợ diễn của nghệ sĩ Thành Đông. Mời quý vị cùng theo dõi. Người ta là nghệ sĩ giang hồ tiếng cò cầu xưng, còn mình là nông dân nghèo tư cô vô thân. Như lúc mình là bằng mình đồi trôi xa xôi, thương lúa về làm vui, nằm ngoài đây mùa khô, nhớ chuyện xưa nhớ bạn hiền, bèn trở lại đồn điền mới hay chân bò bằng tinh. Hai lần vượt ngục tưởng không có được ngày về, năm kia vừa bước xuống bè bị bắt lại ngoài khơi, bốn năm chưa mang hàng án tù chồng nặng gấp trời ơi, nó đã bắt má nhà anh làm gì hết, ta không thể tận dụng đường được hết, ta phải tận giết nó. Không được, anh Thừa. Không được, anh Thừa. Không được. Trời ơi, không lẽ mày ngồi đây khóc lấy nước mắt đưa tù cho má cháu điên tao máu hận trào sôi tới con. Tao không thể ngồi yên bó gối quanh tay dập đất kêu trời than khổ, mà tao phải xách bát được theo tờ ngõ lô. Kẻ lũ vô nhân nó chẳng xuất thân, kẻ đuổi tối nghèo nàn, thằng quân quản bốn nạn, thằng hội đồng dư tàn ác. Ngày trong hôm nay chúng mày không thốt dưới tay tao, anh thương tao ra mang trong tay tao đang rung rung đồi máu, và toàn thân tao đang bừng bừng đứng. Nghe tôi nói nè anh Thừa, thù cha mẹ con nào không ấm ức, tai họa của lại bức bức xót xa, nhưng hành động như thế nào ta phải bình tĩnh mà liệu toan anh Thừa à. Trời ơi mày bảo tao bình tĩnh liệu toan à. Đợi mày về đây là cùng chen vai nhau tay chèo tay.
giờ ta cần phải giữ mạng sống. Sống nhục nhằn và hèn nhát của mày, của mày. Anh Thừa à, trước đây tôi đâm Hội Đồng như một nhát dao, là tôi đã phạm sai lầm đáng tiếc. 4 năm gần gũi bận đàn anh tôi đã nhận ra, tránh vôi chặn xấu mặt nào, Thừa thế phần thời đấu tranh có phải đâu là hèn nhát. Anh có giết hết cả bọn tay sai tàn ác, cũng không giải thoát giống nồi thoát cảnh bước lầm than. Anh đừng manh động làm điều tai biến, làm bể bạc nát tan cơ sở của địa phương mình. Lời mẹ khuyên thật là chí lý, tao đã yên lòng nhịn nhục đợi thời cơ, và xác thân này sống sàng lao vào lửa đó, và hai cánh tay này sẽ dùng lên đập tan xì xích gông cùm. Anh Thừa, thưa quý vị, vừa rồi là trích đoạn trong vở Tiếng Hò Sông Hậu với thí sinh Thái Điền khi hóa thân thành hình tượng của nghệ sĩ nhân dân Giang Châu với vai diễn là anh Thừa trong vở Tiếng Hò Sông Hậu cùng với phần trợ diễn của anh Thành Đông. Dạ anh Đông ơi, khi anh tập cùng với Thái Điền trong cái trích đoạn này nó có khó khăn gì không anh? Khó, khó. Dạ. Bị cái hơi của Thái Điền quá trời quá đất đi, anh theo cũng chết luôn rồi đó. Mà anh nghe anh có thấy giống nghệ sĩ Giang Châu mà. Giống, phải nói là từ xưa giờ nghe anh Giang Châu rất nhiều, cũng có gặp Thái Điền một hai lần, nhưng mà hôm nay thật sự mà bước vào cái trợ diễn cho bạn thì cái cảm nhận của anh là bạn ấy hát rất nhiều chữ giống anh Giang Châu. Dạ cảm ơn anh Thành Đông rất là nhiều, và một tràng pháo tay dành cho phần trợ diễn vừa rồi của anh Đông. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ mình ở đây mình nghe những lời nhận xét từ ban giám khảo nha. Xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng. Trước tiên thì chị cảm ơn Đông rất là nhiều, một người bạn diễn cùng với Thái Điền. Nhưng mà hôm nay rằng là khi vào bước bên trong này thì chị phải nói khen Thái Điền. Em cũng ráng cố gắng hết sức mình để ca những cái xử lý giống anh Giang Châu. Xử lý về nhạc, về nhịp và cái cách mà để vừa nói vừa ca, vừa nói vừa ca. Và cái những cái đoạn ngưng để em ca tiếp, để em dứt cái câu giọng cổ. Em xử lý rất là giống, khéo lắm. Em đã thể hiện được một cái vai gọi là cũng nhìn lên là nhớ cái hình ảnh của anh Giang Châu. Cảm ơn Thái Điền rất là nhiều. Cố gắng lên nữa nha em nha. Dạ, cảm ơn giám khảo Thanh Thằng. Xin mời giám khảo Kim Tử Long. Đối với Long thì cái vai này tôi đã thích từ hồi lúc mà tôi còn nhỏ xíu á. Anh Giang Châu anh đóng như này quá trời hay luôn. Đúng là vai này chỉ Donny đóng dài cho anh Giang Châu mà thôi. Còn đối với Thái Điền thì giọng hát thì Kim Tử Long không có phê bình nhiều, vì để mà có được một cái chất giọng như anh Giang Châu rất khó luôn. Như từ đầu Long đã nói, ít có ai mà có cái giọng giống Giang Châu lắm. Hôm nay là Thái Điền đã làm được là giống gần 80% rồi. Nhưng lý do tại sao mà không giống đến 90 hoặc là hơn đó, lý do tại sao Thái Điền biết không? Mình đã có chất giọng rồi, vì cái vai này á, nó thể hiện không phải là qua cái giọng hát nữa, mà nó thể hiện qua thần thái của cái vở này. Giống như cái câu giọng cổ mới vào đó, anh Giang Châu khi mà ảnh Tuấn Thanh nắm cái tay ảnh giật lên, anh Thưa, thì là ảnh vui một câu giọng cổ nó sốc liền. Cái người nghe tự nhiên nghe nó rỡn gốc lên. Còn mình bị chậm một nhịp. Đó là một cái là nó không có thể hiện được cái nóng của cái vai diễn là một. Cái thứ hai nữa, cái câu cuối đó, lời mày khuyên ta thằng là chi lý ta đã yên lòng nhẫn nhục đợi thời cơ đó, thì nghe kỹ anh Giang Châu anh hát đi, anh không có rải nhịp điều như Thái Điền. Còn về cái hình thái của Thái Điền đó, nó giống Giang Châu lắm. Nó cũng mập mập, nó cũng phệ phệ vậy đó. Cảm ơn Thái Điền rất là nhiều nha. Dạ, xin mời ý kiến từ giám khảo Thoại Mỹ ạ. Anh Điền ơi, cho Thoại Mỹ hỏi là trước giờ anh Điền là đi ca kiểu như tiệc thôi, hay là có đứng trên sân khấu thể hiện một nhân vật nào chưa? Chưa hả? Đây là lần đầu á hả? Lần đầu. Nếu mà là lần đầu thì Thoại Mỹ khen anh, còn nếu mà đã biểu diễn nhiều nhân vật rồi thì Thoại Mỹ sẽ bắt lỗi á ha. Mỹ mường tượng là lúc cái thời mà chú Giang Châu hát cái vai này á, thì cái chất giọng của anh đúng vào cái thời điểm đó của chú Giang Châu đó. Đó, tuy nhiên
cái câu giọng cổ này á, của chú Giang Châu đã đi sâu vào lòng người lắm rồi. Cho nên hồi nãy anh ca đó thì anh thiếu một chữ nha. Anh thiếu một chữ khi gần xuống giọng cổ. Mà nếu mà thiếu một chữ đó thì anh lưu ý nó sẽ mất nghĩa. Có thể là anh tới lúc đó anh sợ đuối hơi rồi phải không? Cho nên anh bỏ chữ. Nhưng mà anh bỏ chữ rồi Thoại Mỹ thấy là nó không có nghĩa. Thoại Mỹ góp ý cho anh điền thôi. Để có được vào vòng sau á thì anh phải lưu ý, cần phải lưu ý những cái điểm đặc biệt nhất của chú Giang Châu để mà mình lấy đó. Còn hình thể của anh thì như anh Long nói là anh giống rồi đó, nhưng mà còn thiếu cái thần thái. Thần thái đó nó không phải là dễ có. Mà một người mới lần đầu tiên vào nhân vật thì Thoại Mỹ khen anh, cho nên là cộng điểm cho anh chứ không có trừ điểm anh. Yeah. Nha. Và những cái góp ý của anh là mong rằng là đi vào vòng sau thì anh Điền sẽ rút kinh nghiệm, thì mình sẽ được tỏa sáng nhiều hơn ha. Yeah, cảm ơn ban giám khảo. Và hy vọng rằng anh sẽ ghi nhớ những lời nhận xét của ban giám khảo, để nếu như mình có cơ hội vào vòng trong thì mình sẽ làm tốt hơn với hình ảnh của nghệ sĩ nhân dân Giang Châu anh nha. Cảm ơn anh. Sân khấu nghệ sĩ thần tượng tuần này sẽ là những màn đơn ca hóa thân đầy màu sắc. Lá xuân thì đã vàng theo mùa tuyết dòng, cây xuân thì chỉ còn trơ trọi cành xương. Trăng ơi, ta nhớ mùa trăng, mùa trăng đi loạn, mùa trăng đợi chờ. Vào dòng đơn ca này rồi mới thấy rõ ràng tài năng mỗi một thí sinh. Trời rung sợi thương ai mây trăm mây lợp, rụt sợi nhớ mây đang dồn xanh. Em đã giống 95% rồi, bây giờ còn lại 5% thôi. Em đang là một thí sinh đáng gườm nhất trong chương trình này. Ngay bây giờ hãy cùng chào đón MC Đại Nghĩa. Chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Nghệ sĩ thần tượng. Chương trình Nghệ sĩ thần tượng cho đài truyền Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh truyền Vĩnh Long 1, phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Và thưa quý vị, chúng ta đang ở vào tập cuối cùng của vòng thi Tinh Hoa. Ở vòng này chúng ta cũng đã gặp 4 thí sinh của tuần trước, đó là chị Phương Huệ, Nguyễn Quang, anh Văn Mạnh và Quỳnh Trân. Họ đã hóa thân thành những nghệ sĩ tài danh là nghệ sĩ Thanh Nga, nghệ sĩ Thanh Sang, nghệ sĩ Minh Cảnh và nghệ sĩ Thanh Kim. Tuần trước chúng ta cũng thấy là họ đã thể hiện khá là xuất sắc cái phần thi của mình trong những cái phần hóa thân đó. Và tuần này sẽ là một phần thi quan trọng khi họ sẽ phải đơn ca thuyết phục các vị giám khảo để có thể lựa chọn họ sẽ là người đi tiếp cùng với chương trình Nghệ sĩ thần tượng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ lại ban giám khảo đáng yêu của chương trình. Một tràng pháo tay dành cho nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và nghệ sĩ Thanh Hằng. Và chào các anh chị, tuần này chúng ta sẽ là một cái tuần khó khăn để chúng ta lựa chọn những người bạn để đi tiếp cùng với chương trình. Trước khi đến với những cái phần thi quan trọng này, không biết là các vị giám khảo có lời nào nhắn nhủ đến các bạn hay không? Xin mời chị Thanh Hằng ạ. Khi mà đã vào dòng đơn ca này rồi mới thấy rõ ràng tài năng của mỗi một thí sinh. Tại vì là đây là đứng coi như là chỉ một mình để ca. Mong rằng là các em hãy cố gắng giữ vững tinh thần và hãy bước ra, cứ mang hết tất cả những gì các em yêu quý người nghệ sĩ các em thần tượng thì các em sẽ thành công hơn nữa. Các em cứ việc mạnh dạn lên để có những cái gì ưu điểm và khuyết điểm ban giám khảo sẽ chia sẻ cùng với các em. Dạ, cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng. Xin mời nghệ sĩ Thoại Mỹ ạ. Qua các vòng thi thì các bạn đã cho ban giám khảo cũng như là tất cả quý vị khán giả xem những cái tiết mục rất là hấp dẫn rồi. Và nhờ cái chương trình Nghệ sĩ thần tượng này và khán giả biết đến các bạn nhiều hơn. Và biết đâu sau cái chương trình này ra các bạn sẽ là những người nghệ sĩ chuyên nghiệp luôn thì sao? Và trong đêm nay là một cái đêm mà các bạn phải thể hiện một mình
với một trích đoạn hoặc là một bài ca gì đó của thần tượng của mình. Thoại Mỹ mong rằng là các em có đầy đủ sức khỏe, đầy đủ tự tin, chỉ tỏa sáng trong vòng mấy phút thôi, cho ban giám khảo cũng như là quý khán giả được thưởng thức những cái đặc sắc nhất của các em. Dạ, cảm ơn chị Thoại Mỹ. Và một cái điều mà ở tuần trước anh Kim Tử Long cũng hay nhắc nhở các thí sinh là phải giữ gìn sức khỏe. Vậy thì với kinh nghiệm của một người đi hát, đi diễn lâu năm như anh Long, thì khi chúng ta có một chút vấn đề về sức khỏe như thế mà vẫn phải đến với một cái đêm diễn như đêm nay chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua nó ạ? Với kinh nghiệm của Long, trước một cuộc thi chúng ta phải ngủ sớm. Thứ hai nữa, khò nước muối trong những cái ngày mà chuẩn bị thi. Cái thứ ba nữa là tuyệt đối không được uống nước đá, chỉ uống nước ấm mà thôi chứ không được uống nước nóng nữa nha. Long không biết là đối với các bạn thì sao, đối với chị Hằng, đối với Thoại Mỹ thì sao, nhưng đối với Long, đó là một cái giải pháp cứu cánh cho Long nhanh nhất khi Long bị khan tiếng mà phải đi hát. Đó là Long ngậm nước mắm. Ngậm nước mắm. Cho liền một chai nước mắm vô đó cho bốn thí sinh. Và ngày hôm nay á, Long chỉ mong rằng là các bạn nên nhớ một điều là mình hãy lấy tất cả những cái gì giống nhất thần tượng của mình đó thì mình sẽ thắng thôi. Dạ, cảm ơn ban giám khảo đã chia sẻ những bí quyết, những kinh nghiệm của mình cho các bạn thí sinh. Và đây là những kinh nghiệm không phải chỉ dành riêng cho cuộc thi này, mà chắc chắn là các bạn sẽ còn dùng đến những điều đó cho cái hành trình làm nghề của các bạn sau này. Và chúng ta đừng quên dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt cho một cái thành phần mà giúp cho các thí sinh tỏa sáng, đó chính là ban nhạc Duy Kim. Quá sâm tụ, cảm ơn các anh ban nhạc. Và thưa quý vị, đến với phần thi đơn ca đầu tiên này, chúng ta sẽ nghe lại một trích đoạn trong một cái vở diễn nổi tiếng Tiếng Hạt Trong Trăng của soạn giả Loan Thảo và Yên Ba, với phần hóa thân thành nghệ sĩ Thanh Nga của thí sinh Quỳnh Trân. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tôi huynh ơi, anh đã là trường giang thì làm sao thôi.
buồn, dòng suối lại lên đường tương ngộ với Trường Giang. Thưa quý vị, đây là vai diễn cô gái Xuyên Lan trong vở Tiếng Hạt Trong Trăng với phần thể hiện của Quỳnh Trân khi hóa thân thành hình tượng của nghệ sĩ Thanh Nga. Xin mời ý kiến từ các vị trong ban giám khảo ạ. Cho tôi nói trước. Trân ơi, em có một cái chất giọng rất là buồn. Em có được một cái điểm mà em giống của Thanh Nga, đó là cái ngưng của em á. Nhưng mà em chưa có sử dụng đúng. Cái ngân đó đó của cô Thanh Nga, em để ý, em nghe lại cho kỹ. Khi cô Thanh Nga ngân cái đó đó, cổ ngân cho đủ rồi cô mới ca tiếp. Còn em đang bị vội quá, vì vậy cho nên là nghe nó bị lướt. Em phải chú ý tới những cái ngân của cô Thanh Nga. Khi cô Thanh Nga cổ ngân rồi á, là cái ngân của cổ nó rung chín mùi, cổ mới qua chữ khác. Em xuống giọng cổ với cái trích đoạn này thì em lại giống. Thành thử ra em nếu như được vào vòng trong, em giữ nhớ nghe cho kỹ cái xuống của cô Thanh Nga và những cái ngưng của cô Thanh Nga. Ngưng làm sao, rung làm sao cho nó vừa đủ để mình qua. Chứ từ hồi nãy giờ là cái ngưng của em nó hơi nhanh quá. Em có thấy điều đó không? Ừ, nếu mà mình thấy được điều đó thì mình sẽ rút kinh nghiệm ha. Em cần những cái đó thêm một chút xíu nữa là em sẽ giống cô Thanh Nga. Anh không nói là giống hoàn toàn, nhưng nó sẽ ít nhất nó cũng được 70-80%. Cũng như anh Kim Tử Long nói rằng là tại sao cô Ba có những cái ngân của cô cho tròn, là tại vì cô ca trong nói trong ca, cô ca nhưng mà cô nói thì nó sẽ dư cái nhịp ra. Nó dư nhịp ra thì chính cái dư nhịp đó cô mới ngân cho nó tròn nhịp. Đó, cái đó là cái đặc điểm của cô Ba Thanh Nga. Cảm ơn Trân rất là nhiều nha. Dạ, cảm ơn chị Thanh Hằng. Và xin mời giám khảo chị Thời Mỹ ạ. Đến với cái vòng này, ca đơn ca và một cái vai của cô gái này nè, những cái bài ca, những cái lời ca của nó đó, nhịp nhàng đồ á, là cần phải cứng nhịp lắm đó. Nhưng mà Trân á là một người không có chuyên nghiệp, và để mà cho ca cho giống cô Ba bao nhiêu đây thôi là chị Mỹ đã thấy là một cái sự cố gắng của em, và thấy được cái tình yêu thương của em đối với cô Thanh Nga như thế nào rồi. Và những cái sâu lắng và những cái cảm xúc của em để ca giống cô Ba là em có. Em có, cho nên là nhắm mắt lại nghe em ca vẫn thấy được cái chiều sâu của cái lời ca tiếng hát của em. Mong rằng là những lời góp ý của các anh chị sẽ giúp cho em, nếu mà được vào vòng trong thì những cái này em sẽ đem ra em xử lý ha. Và cái nhịp nhàng của em ca như vậy là chị Mỹ thấy là giỏi lắm luôn á. Dạ, cảm ơn các vị trong ban giám khảo. Trân ơi, hồi nào giờ khi mình ca, giống như là mình ca ở nhà rồi mình quay clip á, thì có rất là nhiều người khen là mình hát giống cô Thanh Nga. Nhưng mà đã từng có ai chỉ dẫn cho mình và phân tích cho mình giống như là các vị giám khảo bữa nay phân tích chưa? Dạ thì vì mọi người cũng chỉ nói chung chung thôi, cho nên hôm nay được các vị giám khảo góp ý như vậy thì em cảm ơn chương trình Nghệ Sĩ Thần Tượng rất là nhiều, đã cho em những kiến thức để em có thể học hỏi và rèn luyện thêm. Ừ, bởi vì các anh chị ở đây là những người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, và kể cả như chị Hằng đã từng có cơ hội diễn cùng với cô Ba Thanh Nga, cho nên là biết rất là rõ những cái đặc điểm trong cái cách ca của cô như thế nào. Cho nên là các anh chị mới chỉ cho mình biết được những cái điểm đặc biệt đó, cũng như là những cái kỹ thuật để mình có thể mình hoàn thiện và mình hát cho giống với cô nhiều hơn. Và hy vọng rằng em sẽ ghi nhận những cái lời góp ý vừa rồi của ban giám khảo để có thể hoàn thiện hơn nếu như mình có cơ hội đi tiếp vào vòng sau Trân nha. Cảm ơn Trân rất là nhiều. Một tràng pháo tay dành cho bạn ấy nào. Thưa quý vị, nhắc đến nghệ sĩ Thanh Sang, chúng ta sẽ nhớ ngay một giọng ca trầm buồn chân phương. Và như nghệ sĩ Kim Tử Long đã có nói về tuần trước là trong giọng hát của nghệ sĩ Thanh Sang dường như là có tiếng khóc than, dường như là có tiếng ai oán nức nở. Và đó cũng chính là điểm đặc biệt trong giọng hát của nghệ sĩ Thanh Sang. Và ngay bây giờ, hình ảnh cũng như là tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Sang sẽ được thí sinh Văn Mạnh tái hiện lại qua một bài tân cổ của tác giả Viễn Châu, Người Đánh Đàn Trên Sông Mỹ Thuận. Thank you.
Đèn treo bên bắc gió rất ngọn đèn bàn, ai về Mỹ thuận tiền giang, có thương nhớ gà hò. Đàn năm xưa. Bắc Mỹ Thuận một chiều buồn tay tay, nước tràn giang rào rạc cháy âm thầm. Bên cạnh hàng cơm quay dạo lên tiếng lục quyền cầm, trong một buổi chiều lặng gió ao nao tiếng tơ đồng như quán như than. Trước mặt anh một nón lá rất bông, bên cạnh anh một chiếc nốt tả tơi. Anh lời đàn dạo đàn mà trên hôn mắt sâu như chôn chặt một nỗi sầu dĩ vãng. Bận khoăn dừng gót khi nghe anh cất dòng ca rằng: nhạn ơi anh ra thân tàn quay, em thì về làm vợ người sang. Đời em sống với bát vàng, còn anh làm ca đánh đàn ăn xin. Anh đi biệt dạng biệt hình, hết ân hết ai hết tình hết duyên. Chiều bóng dưng đổ hộp, mây xám trôi về khắp nào không gian. Với cõi bàn thưa người nhạc sĩ vô danh, đang co ro trong manh áo rách, tay ôm chặt chiếc đàn xuông vô, cầm gậy dò đường tìm chỗ tránh mưa. Bến đò chiều u dột như mưa, sóng Mỹ Thuận lục bình trôi mang mát. Cách bộ hành bốn phương đà quay gót, mà hồn cũng vẫn băng khoăn nhớ thiết những dư âm của chiếc lục quyền cầm.
Chúc mừng anh Văn Mạnh đã hoàn thành phần thi của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến từ phía ban giám khảo. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Anh Mạnh ơi, Thoại Mỹ vẫn nói với anh Mạnh là hơi anh Mạnh đẹp, ca tốt, nhịp nhàng cũng chắc lắm. Cái cách ca của anh, cái cách xử lý của anh có đôi chỗ á, em thấy được là chú Thanh Sang có ca như vậy. Nhưng mà để cho phải mà thần tượng, để mà cho anh hóa thân, để trong cái chương trình này đúng chủ đề, thì thật sự là Mỹ không có thấy nhiều được anh. Nếu như mà anh được bước vào vòng trong đi tiếp nữa đó, thì Thoại Mỹ cần anh nghe nhiều hơn về chú Thanh Sang để anh mới thể cảm nhận được. Với cái chất giọng anh đang có sẵn rồi thì em nghĩ là anh cố gắng một chút xíu thì nó sẽ cũng không khó gì cho anh đâu. Dạ. Nha. Dạ. Cảm ơn những lời nhắn gửi từ giám khảo Thoại Mỹ. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Muốn ca giống cái người thần tượng mình nó rất là khó, đúng không em? Đó, rất là khó lắm, không có dễ đâu. Mà các em đã có một cái tâm huyết để đến với nghệ sĩ thần tượng để ca cho khán giả, cho ban giám khảo nghe, để cho mình biết rằng là tôi rất thần tượng người nghệ sĩ tài ba đó. Cho nên tôi ráng cố gắng, em đã cố gắng hết sức mình. Tại vì trong cái câu giọng cổ mà cái cách em ca đó, có những cái em nhả nhịp, nhả chữ cũng có những cái giống chú Thanh Sang lắm. Nhưng mà trời không ban cho em có một cái chất, cái âm giọng giống chú Thanh Sang. Cho nên là nếu em cố gắng cách mấy gì nữa thì nó cũng sẽ không có giống nhiều hơn nữa. Mà em chỉ giống cái cách nhả chữ và cái cách sắp nhịp thôi. Vì anh Mạnh thần tượng một cái người mà không dễ bắt chước được. Long mong rằng đối với nghệ sĩ thần tượng, anh Mạnh đã được trải qua với một cái sân khấu hoành tráng như thế này, với một cái tâm thế là anh là một người thờ hồ, ái mộ, một thần tượng, một tượng đài của sân khấu cải lương, đó là nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang. Thì Kim Thanh Long mong rằng anh sẽ giữ cái niềm đam mê đó và cố gắng làm sao mà mình sẽ đi thi nhiều cuộc thi nữa để cho cái tên Văn Mạnh sẽ được lan tỏa và anh sẽ được nhiều khán giả yêu thương anh hơn. Long chỉ biết chúc mừng anh như vậy thôi. Dạ, xin cảm ơn. Xin cảm ơn những lời nói, những lời góp ý, những lời chia sẻ từ phía ban giám khảo. Và cảm ơn anh Mạnh nha. Xin chào anh. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ gặp lại hình tượng của búp bê sàn gỗ, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ với giọng kim vang đẹp qua phần thể hiện của thí sinh Phương Huệ trong bài Tân Cổ Sợi Nhớ Sợi Thương. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt bên mưa hoay. Em giang tay, em xe hà tay, chẳng thể nào xua tan mây, chẳng thể nào mà che. Sợi thương ấy mấy trăm mây lợp rụt, sợi nhớ mây đang dồn xanh nghiêng sương đông mà che mưa anh. Trường sáng bao la hùng vĩ, đêm trăng đêm nghe giọt mưa gõ nhịp điệu tí tách. Đêm nhớ đêm thương về anh yêu dấu, muốn đến anh
cho lửa tình yêu ấm áp mô phương trời. Ôi kỷ niệm tình yêu như con sông dậy trong lòng, xin hát người nghe một đoạn tình chung thủy của những ngày đánh giặc giữa quê hương. Đồi núi chập trùng mấy khối dây quanh, em bên đông anh bên tây ôi rớt trời thương nhớ. Thương anh nhiều bởi lắm nỗi gian trung, sốt rét miên man bơm thù văn phù. Dọc trường sáng rừng người suối ngược ngày nắng đêm mưa, những bước chân rầm rập lên đường. Người chiến sĩ giao liên trung dũng ngoan cường, có những lúc đói cơm thiếu muối, một dĩa rau rừng đau từ cuộc đưa quân. Em bị trọng thương anh đưa em về hậu cư, rồi thời gian thấm dần cái nghĩa yêu thương, cho em đợi em chờ thương nhớ về anh. Rung sợi thương ấy mấy trăm bài lợp, rung sợi nhớ mấy đang dồn xanh. Nghe sương đông mà che mưa anh, nghe sương tay xòe bóng mát. Rợp trời thương ấy mấy màu xanh, dạ mệt phải không chị? Không phải, khang tiếng. Khang tiếng, nãy cứu nước mắm chưa? Nãy cứu nước mắm chưa? Huệ ơi, quý quá Huệ. Dạ, dạ cảm ơn. Tại vì khi mà ngồi lắng tai nghe Huệ ca rồi mới thấy cái sự giá trị của một người mà em đã thần tượng. Em thấy một câu vọng cổ trong đó nó có rất là nhiều chữ và nhiều dấu. Dấu sắc, dấu quyền, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng và cái chữ không dấu. Mà mỗi một chữ chị Thanh Kim Huệ chị đã dùng, mỗi một chữ đều có một cái cách khác nhau hết. Dạ cũng khó đó chị. Khó lắm. Dạ khó lắm. Rồi nhịp nhàng nữa. Phải nói là hay lắm Huệ. Đáng khen chị lắm. Mặc dù là chị cảm mấy ngày nay, phải không? Nghe nói là chị bị cảm.
Rồi bây giờ ca đó là cũng nghe rè, nhưng trong cái rè đó chị không quên để làm cho giống chị Thanh Kim Huệ. Đó là một điều đáng khen đối với chị. Nhiều khi là cố gắng, giống như là mình khang cái mình cảm thấy vậy, cái mình bị tuột luôn á. Nhưng mà chị không, chị vẫn giữ. Và những cái nào mà của chị Huệ xử hơi gió thì chị vẫn cố gắng chị làm. Tuy nó mũi nó chảy xuống làm cho chị hơi rè một chút thôi, nhưng mà có những đoạn á là rất trong. Rồi nói chung là chị xử lý giống như chị Hằng nói, dấu quyền, dấu ngã, dấu nặng, dấu sắc và không dấu, không chị dấu. Đều xử lý đều được hết, chữ nào cũng xử lý. Hay thiệt, hay quá. Cố gắng nha chị nha, về đang uống thuốc nha. Dạ, xin mời anh Kim Tư Long ạ. Kim Tư Long chỉ muốn nói một cái điều là tôi rất là ngưỡng mộ và tôi rất là yêu thương chị Thanh Kim Huệ của tôi. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng chị Phương Huệ. Cảm ơn. Và thưa quý vị, thí sinh cuối cùng của đêm nay, Nguyễn Quang sẽ hóa thân thành nghệ sĩ Minh Cảnh với bài Tân Cổ của soạn giả Viễn Châu, Người Điên Yêu Trăng. Mời quý vị cùng theo dõi. Đêm rồi ta nhớ vầng trăng, sương khuya mờ rơi, cây tuông ngàn lá, buồn ơi là buồn. Sương khuya mờ rơi, cây tuông ngàn lá, buồn ơi là buồn. Tại sao ta đã ngồi đây suốt một đêm thu bốn bề giá lạnh, mà dần trăng khuya vẫn khuất vàng giữa đêm sâu. Ta chờ đợi dần trăng in bóng dưới chân cầu, để ôm ấp một mảnh hồn hoang dại. Đợi chờ hoài mà có thấy trăng đâu, ta cất giọng cười mà là cha dòng châu, nước mắt tuôn rơi pha lần nước sông dài. Ta tưởng chừng vừa nhấp cạn chén men cay, để hồn nặng hoài rồi nửa say nửa tình lên. Tìm lưu đắc nhất chi may, ta
ta bỗng dưng thèm khát dĩ men cay, uống từng ngụm cho say. Đừng tin nữa, hãy rót đi, hãy rót đi, ta đang chờ em đó. Rượu cạn rồi ta nằm giữa tha ma. Đừng ai gọi đến tên ta, thế nhân vẫn tin còn ta loạn buồn. Khóc cho mình sâu kiếp đau thương, cười nhận thế nay dời mai đôi. Đâu đây khói lửa chưa tàn, thiếu ánh trăng vàng nên ta vẫn còn đi. Hay quá hay. Cảm nhận của các vị giám khảo như thế nào ạ? Long kìa. Gì? Long kìa. Sao bác xê qua tôi hoài vậy? Không biết sao mà ngồi cứ vậy hoài là sao? Xích xoa. Xích xoa hoài là sao? Ở đây Kim Tử Long muốn nói với giọng hát của Nguyễn Quang á, là đã có sẵn cái âm và giọng của anh Minh Cảnh rồi. Chỉ còn có một cái điều mà vẫn còn chưa như sư phụ, đó là mình vẫn còn ca cứng. Tuần trước Long có nói đó, nếu như mềm hơn nữa, nhẹ hơn nữa và cái độ rung nhiều hơn chút xíu nữa thì sẽ là một Minh Cảnh hai. Còn hiện thời bây giờ là Nguyễn Quang vẫn ca là một giọng hát nghe âm là Minh Cảnh, vẫn nghe là ừ, trời ơi, Nguyễn Quang ca giống Minh Cảnh quá. Anh đang nói là bây giờ là Nguyễn Quang đang giống tới 90% rồi. Nhưng mà để mà giống như anh Minh Cảnh nữa thì từ nãy giờ Long nói giống như cái bài vừa rồi đó, nghe thì nó ok đó, xuống giọng cổ hơi hụt ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai này là nó chưa có mềm lắm, nó điệu chút xíu nữa, nó ngân nga chút xíu nữa là Minh Cảnh luôn. Yeah. Nhưng đối với chị thì theo như chị nghĩ á, là Nguyễn Quang có một cái đặc biệt, cái hay này là coi như bẩm sinh thì trời đã ban cho em có một cái chất âm, cái âm giọng của em có na ná giống anh hai Minh Cảnh rồi. Yeah. Mà cái cách xử lý của các em ca thì em có thần tượng cho nên em ca rất là giống. Nhưng mà chị nghĩ rằng là em được một cái mà gọi là chị khen em á, là em ca em không có gò bó. Nhưng mà chị hai nên quên rằng đây là nghệ sĩ thần tượng, mình phải làm sao cho giống thần tượng mình nhất. Tuyệt đối luôn à? Tuyệt đối. Còn để mà ban giám khảo vẫn còn soi ra những cái mà mình chưa giống thì là vẫn chưa điểm 100. Đây. Ở đây là chúng ta phải làm sao càng giống thì càng vào trong nhiều hơn. Chị muốn nói như thế là để chị phân tách ra, để cho Quang nhớ rằng mình đang tham gia chương trình nghệ sĩ thần tượng. Cho nên em phải dù gì đi nữa nhưng mà em cũng phải cố gắng phải cho giống hơn nữa. Đừng có nghĩ rằng là mình sẽ có một cái riêng của mình, càng giống nhiều chừng nào càng tốt nhiều chừng đấy. Dạ, cho anh nói một câu nữa. Tại sao anh muốn nói em vậy? Em đang là một thí sinh đáng gườm nhất trong chương trình này. Anh nói gì, ví dụ như là em ca giống rồi, nhưng mà cái cách biểu diễn của em vẫn chưa có thể về giống như anh Minh Cảnh. Anh Minh Cảnh khi mà anh đứng lên sân khấu là không bao giờ anh đứng như em á. Anh sẽ cầm micro và anh đứng. Cái tướng của Minh Cảnh nó hơi như vậy đó. Thì ở đây anh muốn nói là thần tượng là mình phải làm sao từ mặt mày, dốc dáng, cách cầm micro, biểu cảm và cách ca càng giống bao nhiêu thì mình mới là quán quân của chương trình nghệ sĩ thần tượng. Dạ, cảm ơn giám khảo Kim Tử Long ạ. Dạ. Nhưng mà hồi nãy giờ các anh chị góp ý cho em và anh Long cũng nói á, là em đã giống 95% rồi. Bây giờ còn lại 5% thôi. Mà 5% đó là cái gì? Là cái điệu và cái mềm. Mà hồi nãy em ca đó có những cái em dướng người lên á. Em dướng em dưới người lên đó là em chị... có thấy sư phụ em mà mỗi lần hát mà những chương trình em có để ý dốc dáng của sư phụ em không? Có đó em chưa được. Dạ đó thì em làm sao mà em giống được cái đó, chỉ trong chương trình này thôi nha. Dạ đó, nhưng mà hồi nãy chị có nói với Long dưới người lên rồi kìa, giống rồi kìa, nhưng mà anh Long nói là còn thiếu chút, có nghĩa là chú hai á thì hơi tròn em ốm đó, cho nên là em cố gắng em làm sao cho giống hơn một chút xíu nữa thôi. Vậy bữa sau độn người vô được không chị? Chắc độn. Cho nên là độn này kia vô. Ráng điệu lên thôi.
Chứ còn cách ca nè, cách xử lý nè, sắp nhịp nè, coi như là em hoàn hảo rồi đó. Em chỉ còn 5%, nó quá ít. Cái đó thêm chút xíu vô đi cưng. Dạ. Thêm chút xíu muối vô nha. Dạ, nếu như mà vào vòng trong, bởi vì chúng ta vẫn còn những cái vòng thi khác của chương trình này, và nếu vòng trong nữa thì hy vọng rằng bạn sẽ đạt luôn 5% còn lại như các vị giám khảo đã nhắc nhở nha. Cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng em. Cảm ơn ban giám khảo. Dạ. Và thưa quý vị, sau thời gian bàn luận với nhau thì ban giám khảo cũng đã có sự lựa chọn của mình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp lại 4 thí sinh của ngày hôm nay. Xin mời các bạn. Xin mời đại diện ban giám khảo, nghệ sĩ Kim Tử Long. Cảm ơn tất cả các bạn, các anh, các chị đã tham gia chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng. Ba anh em chúng tôi đã quyết định Nguyễn Quang sẽ tiếp tục bước vào vòng trong. Dạ, em cảm ơn. Rất tiếc là dòng hát Thanh Trung Huệ đã có một người mà sự đánh giá của ba anh em chúng tôi cho đây là một hiện tượng mà nghệ sĩ Thần Tượng đang rất cần có những nhân tố như vậy. Cảm ơn chị Phương Huệ đã đến với chương trình. Dạ sao anh? Dạ sao anh hồi hộp quá. Anh làm em hồi hộp quá à. Và mong chị thông cảm là chương trình đã chọn một thí sinh giống Thanh Kim Huệ rồi. Dạ. Vì vậy cho nên là cảm ơn chị đến với chương trình. Chúc chị luôn luôn giữ gìn sức khỏe nè, luôn luôn càng ngày càng hát giống Thanh Kim Huệ hơn nè. Và khi chị về, chị hãy chuẩn bị một hành trang tiếp tục để bước tiếp vào vòng trong. Trời ơi, anh làm em hết hồn mà. Dạ, chúc mừng chị Phương Huệ. Nói như vậy là để cho chị biết rằng chị đang có một đối thủ rất gườm với chị. Dạ. Còn Trân với lại Mạnh. Trân ơi, anh muốn hỏi em một điều thôi. Nếu như em có thể em bước vào vòng trong thì em có về luyện, về nghe thêm và làm sao để mình càng giống thần tượng của mình là nghệ sĩ Thanh Nga không? Dạ thưa anh, thì thật sự là em rất là yêu mến cô Thanh Nga, cho nên cái chuyện em học hỏi và rèn luyện thì em sẽ luôn luôn cố gắng. Nhưng mà nói thật là em cũng rất là áp lực. Em có cái màu giống cô Thanh Nga, nhưng tại vì em chưa được người góp ý. Cố gắng lên. Giữa Mạnh và Trân, hai người có hai màu khác nhau, một người là thần tượng Thanh Sang và một người là thần tượng Thanh Nga. Một trong hai sẽ có người ra về. Ai sẽ là người ra về thì hãy coi đây là một kỷ niệm, coi đây là một cái bước ngoặt để mình có thể mình phát triển cái nghề của mình, cái đam mê của mình nha. Tôi xin được chúc cho người may mắn tiếp tục bước vào vòng trong, và để cho gia đình và luôn cả những người thân, bạn bè luôn ủng hộ. Xin chúc mừng. Quỳnh Trần. Như vậy là chúng ta biết rằng đêm nay có 3 thí sinh, đó là Nguyễn Quang, chị Phương Huệ và Quỳnh Trân sẽ là những thí sinh đi tiếp cùng với chương trình. Cảm ơn anh Văn Mạnh đã đến với nghệ sĩ Thần Tượng. Và thưa quý vị, như vậy là sau những đêm thi của vòng tinh hoa, chúng ta có tất cả là 14 thí sinh sẽ bước tiếp vào vòng sau, đó là vòng tỏa sáng. Cảm ơn tất cả những thí sinh đã đến với nghệ sĩ Thần Tượng mùa đầu tiên. Và chúng ta vẫn sẽ còn gặp nhau với những sự lựa chọn từ phía ban giám khảo ở vòng tiếp theo, đó là vòng tỏa sáng. Và chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng ngày hôm nay sẽ khép lại tại đây.
Tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu đến với vòng thi đầu tiên của vòng tỏa sáng quý vị nha. Và chắc chắn là sẽ còn rất là nhiều những điều bất ngờ hấp dẫn đang chờ đợi phía trước. Chúc cho tất cả những thí sinh đã được lựa chọn, các bạn sẽ có sức khỏe thật tốt và sẽ giữ vững phong độ của mình để mang đến những phần trình diễn tuyệt vời ở những vòng thi sau. Cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn khán giả và cảm ơn ban nhạc đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Hẹn gặp quý vị khán giả vào tuần sau 21 giờ thứ bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do đài Trịnh Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.